Nhận định Everton với Monaco, 23 giờ ngày 19 tháng 7, giao hữu câu lạc bộ. Với việc vẫn chưa khắc phục được sự yếu kém của hàng phòng ngự, Monaco nhiều khả năng sẽ phải đón nhận trận thua thứ 3 liên tiếp. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, cả Monaco và Everton đều hội quân từ đầu tháng 7 và đã có những trận giao hữu để làm nóng bản thân. Về cơ bản, mùa giải năm ngoái không được coi là thành công với cả hai câu lạc bộ. Lẽ ra với thực lực, với tình hình nhân sự có trong tay, đôi bên phải giành được những vị trí cao hơn tại League One và Premier League mới hợp lý. Về cơ bản, chỉ có Monaco là thực hiện được một bản hợp đồng đáng chú ý khi chiêu mộ Gerson Martins từ Atletico. Còn với các thương vụ Tielemans hay Andre Gomes, đôi bên cũng chỉ là kích hoạt điều khoản mua đứt. Bởi thế, không khó hiểu khi ở những trận giao hữu vừa qua, hai đội chưa cho thấy nét tươi mới. Monaco thua 2 trận gần nhất còn Everton cũng chỉ có kết quả hòa ở 2 trận mới đây. Nhìn nhận khách quan, những gì mà Monaco thể hiện là bất ổn hơn so với Everton. Họ thảm bại trước Lokeren và cũng thua luôn Lausanne Sport. Những đối thủ ở dưới tầm của Monaco rất nhiều. Trong khi ấy, Everton dù không thắng 2 trận giao hữu vừa qua nhưng có thể thấy họ chỉ chơi để các cầu thủ làm quen lại với cảm giác bóng. Và Everton cũng thiếu vắng nhiều trụ cột ở 2 trận đó. Giới tầm cân này mực châu Âu đã có những đánh giá đầu tiên về cặp đấu này. Theo đó, Everton sẽ ở cửa trên và họ sẽ chấp vào khoảng 1/4. Đây là tỷ lệ phù hợp với một trận cầu giao hữu. Giữa hai tên tuổi có trình độ không chênh lệch quá nhiều. Việc Everton được đánh giá cao hơn cũng là điều dễ hiểu. Và nên đặt niềm tin vào họ chứ không phải một Monaco quá bết bát. Ở góc độ tổng bàn thắng, có thể kỳ vọng vào kịch bản cởi mở bởi hàng thủ của Monaco vẫn chưa thể khắc phục sự yếu kém kéo dài từ cuối mùa bóng năm ngoái. 3 trận gần nhất Monaco thủng lưới tới 8 bàn trong khi họ sở hữu 5 lần xé lưới đối phương. Bởi vậy, người viết chọn tài cho trận giao hữu ngày hôm nay giữa đôi bên.